Vâng, nghe ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay đến nhà cậu thôn trưởng thì vừa lau cầu vừa kiểm tra luôn cho cậu đấy và hướng dẫn một chút về cái kỹ thuật. Đấy, trước hết thì nếu như một cái tổ này nó hỗn, cậu thôn trưởng bảo là tổ này nó hỗn thì các bác cứ mở hé ra, các bác xịt vào thì nó sẽ đỡ hỗn hơn. Đấy. Ô trời, xây lưới mèo này mà không lau, ô trời. mất một tầng, một bên mất một bên này. Phải... nhìn này. Mặt này mặt nhiều mà bây giờ bắt đầu khó rồi. Đấy, trước hết là cứ dựng ở ngoài bên hông này, cái này tí nữa bẻ đi. Cậu cầm à, tí nữa một bẻ đây nha. Như cái này nó không có bắn ngăn thì tôi mang có 5 tầng, 5 cầu. Đấy thì có hai cách lao, một cách lao chờ thì cầu ngoài cùng đây này, cầu phải áp sát lại với nhau. Còn mật đây. Thì mật nhiều mà. Đấy thì nhắc lên cho bà con coi tí đây để các bác. Chờ mật. Đang cơi nới lại này, đây là đang vít nắp là đang độ tuổi. Độ tuổi tiếp sát này. Cái cầu mới bữa hôm rồi lao này. Đó, cầu mới á. Lao thế để được đăng đẻ vòng đầu tiên này. Đang nở chứ, đang nở vòng đầu tiên. Con chúa này cũng tốt đấy, giờ mặt như thế này mà vẫn không xây lỗ ông đực. Con chúa này ok. Chúa này đúng là con chúa ok, giờ mà vẫn chưa xây ông đực. Đẹp nha. Đẹp. Lao một cầu trừ anh, phải một cầu trong. Ừ, chứ này lao một cầu trừ một cầu trong. Nhưng mà tôi mang có 5 cầu, chú 5 tổ tôi tưởng. Còn không. Đấy, đây này, lao nhá. Cái chỗ này cái khoảng cách này là nó một phân này, cái thành thùng này. Dạ. Đấy, nó một phần nha. Còn khi lao mà lao vào trong, có nghĩa là lượng quân nó đủ thì phải lao vào trong. Còn lượng quân mà nó không đủ thì phải lao ở ngoài. Hoặc là nó xây ông đực phải lao ở ngoài cầu chờ. Đấy, cái cách làm nó khác nhau ấy. Còn ở đây là vì nó không có ván ngăn thì bắt buộc cậu phải lấy một cái cầu để làm ván ngăn. Đấy, cái này là rộng. Nó chỉ khoảng tầm cỡ mùa này là bắt đầu là phải cho nó giãn ra khoảng 5 đến 7 ly rồi. Ừ, thì nó là ok đấy, vặt nó đi. Ê, chú thấy là phun khói là nó không hỗn. Phun khói nó chỉ kinh có mỗi khói thôi mà. Này mà chú mà lao bây giờ bốn cầu ngon lành. Sang tổ pin đây luôn. Đây, sang tổ bên đây các bác này. Tổ bên đây vừa thêm cái tổ, hai cái tổ này là các bác nhá. Hai cái tổ này là bữa trước là em tách cho cậu thôn trưởng. Tách cho cậu. Mới tách hôm tháng 12 nhỉ. Tách nha. Tháng 1 chứ. Ở tháng 1 đúng. Tháng 1 dương. Tháng 1 chứ. Nhưng mà tháng 12 âm. Ui trời, cái dính tương mới là nó vậy. Ui, dính nhái nè. Dính. Tụt cầu đây. Ui trời, hai cầu dính. Ui trời. Ui trời. Đấy, dính ui trời mật. Ui trời, mật đá nhớ. Ui, nó làm ra cả ngoài bán này. Ừ. Tương mới là nó làm khỏe như thế đấy. Nên là thay tương mới là nó có. Có đây này các bác này. Đấy, nó làm ra như thế này các bác. Làm ra rất là ác liệt này. U chà mật. Mà bầu mật nó lại còn phình như chứ. U cái tầng nó sơn hết rồi con. Từng nên lao chờ mà mi không bỏ vào trong. Tôi dặn như thế, không bỏ vào trong. Không bỏ vào trong nó cũng không nghe. Nó làm không được rồi. Ừ. Đây thì nhá. Bây giờ như cái cầu này thì cậu phải bỏ vào trong. Có lấy dao thì ta cắt luôn cái hay là bẹo nó đi cũng được.
Dạ thôi, à mà em lấy dao. Nó lấy dao cắt đi. Ừ. Nó ấy. Rồi nó đi khói cho nó đỡ hổng. Đây nha, các bác nha, cái cầu này là cầu lao chờ này, nó đã xây xong rồi này các bác này. Nhưng mà nó chưa để này các bác, mà nó lại có ông đực kìa. Thì còn như cái cầu đây đây các bác, cầu đẹp như thế này, nó đang nở này các bác này. Đấy, cái này khoảng tầm như nhìn như thế này thì khoảng tầm 3 hôm nữa là độ tuổi tiết sáp rất là nhiều đấy các bác này. Nếu các bác nhìn này, tại 3 hôm nữa là nó sẽ vít nắp, hôm nay là nhìn cái ấu trùng như thế này là chỉ 1-2 hôm nữa là nó vít nắp này các bác này. Thì độ tuổi tiết sáp là như bên này là đang độ tuổi tiết sáp này, là những cái con nở ra rồi này. Nên là nhìn như thế này là các bác sẽ nhận biết được là độ tuổi ngày thứ 12 là bắt đầu là độ tuổi tiết sáp của con ong. Đấy, đây cái cầu thứ ba đây cho. Cầu thứ ba này. Đấy. Cầu thứ ba nó đúng là như bánh đa luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là đẹp luôn. Đã nhá. Nở ra thì đúng là đấy, nó rất là đẹp luôn các bác. Nên là không để ý là thứ mới là phát triển ác lắm. Cầu thứ cắt. Đây các bác. Đấy. Vậy mà vẫn công nhận. Phải nói là ông chú đã không cho ăn không biết gì cả từ lúc vượt hè đến giờ. Em mà để xuống dưới đây nhá. Nó có ăn không? Hắn không ăn đâu. Để kiếm. Hắn nhiều mật nó không ăn. Thằng ơi. Lấy cái bát con cho bố nè. Nhanh không? Nhanh lên, nhanh lên. Thì nó vậy là phải dàn cho để cho nó đỡ xây ông đực. Nghe còn như cái cầu này cậu cứ rủ nhẹ nhẹ đi, cậu cắt cái ông đực bẻ bẻ cũng được mà cắt cũng được nên cái ông đực. Ừ. Nên là họ sẽ nhìn là thấy, nếu như quay video là họ nhìn thấy nó giống như kiểu nó xây khung góc đấy mà. Ừ. do mình bẻ cái ông đực đây thì bẻ nó đi. Mùa. Ừ. Này không nên để ông đực tại vì mùa này là bắt đầu rồi. Cái này là vì cái bầu mật nó phình to quá nghe chưa. Ừ. Thì cậu chỉ cần để sát vào cách khoảng 2 ly. Chứ không là cậu để mà nó sát quá là nó không xây cho đâu. Yeah. Tại vì cái bầu mật nó phình ra mất mẹ mất khoảng 2 ly rồi thì cậu phải để sát 2 ly nhá. Yeah. Chứ không là nhiều người cứ biểu là sát thì không biết. Lấy mà ăn hiếm ạ. Lấy bắt con được mà. Lấy bắt tô đi con, nhanh lên. Lấy bắt con được mà. Trời, đang còn mấy tổ tin rồi. Chỉ chọc phải cắt. Cái đây có phải cắt không anh? Có chứ, để rủ xuống. Cắt nó đi chứ để em chịt. Để lại xây. Ôi trời, đây các bác này. Con rất là đã này, vậy như thế này. Chỉ có mật không? Nuôi ong vậy mới sướng. Không thì cho ăn không biết gì từ... Không chăm không chứ. Từ tháng 7 nhờ. Vâng, từ tháng 7. Từ tháng 7 đến giờ không hề cho ăn một giọt đường nào. Vậy con mặt ông rừng cũng có kém gì. Nhanh lên Hằng ơi. Nhanh lên con. Dục cái gì mang ra đấy mà. Đây nha các bác nha. Thì cái cầu lao chờ nó xây xong rồi thì các bác phải bỏ vào rửa. Chính ra là phải bỏ vào rửa mà lúc nó vừa xây xong. Thì là nó sẽ phình cái bầu mặt ra các bác ạ. Còn nếu như mình không làm như thế thì nó sẽ không phình cái bầu mặt ra. Nên là vì vậy nên là cái cách làm của mỗi người nó sẽ cho ra những cái cách khác nhau. Thì nó sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau các bác ạ. Nên là vì vậy nên là kể cả như cái nguồn này nó tốt như thế này. Thì chính là các bác ví dụ như là nó gần vít nắp rồi. Thì các bác tách ra thì cái bầu mặt nó sẽ phình ra rất là to. Nhưng mà vì đây là để không chăm, không kiểm tra, không xem gì cả. Nên là cái bầu mặt nó cũng hạn chế các bác. Bầu mặt nó cũng chỉ ngang với cái xà cầu thôi. Có nghĩa là ngang luôn với xà cầu. Có mỗi cầu ở như đây thì nó phình ra khoảng gần 2 ly các bác. Hai tủ bên kia, ba tủ, à hai tủ bên kia mới hổn rồi. Tủ như bình thường. Hổn thì bỏ khói nó cũng chả hổn mấy đâu mà. Đây. Đây. Coi luôn cái tổ ni nữa này. Đây mang bình khói ra chú ơi. Làm luôn.
Đây, coi tổ ni nữa rồi hai tổ kia này thôi. À, tổ kia anh cứ lao vào. Tổ này. Cổ này lao cũng được mà chưa lao cũng được. Coi như thế nào. Tổ này đúng là phình mặt mình áp. Xây ông được rồi. Lào mẹ mà cơ bản là tướng này là tướng từ tháng 4 tháng 5 lúc ấy anh đang đánh mặt mà đúng không? Đúng rồi. Tướng này nhưng mà tướng này toàn bộ là tướng chi đảng cả. Được cái là vận dụng. Rất là đẹp. Tôi cứ lao vào cho nó đỡ xây ông được. Đấy. Đẹp thật. Ở đâu cái cầu đây nhỉ? Vâng, các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo nhé.